qua thì tôi có nhận được một cái cuộc điện thoại nói rằng là từ lúc cái người chồng đi kinh doanh ấy thì người chồng mới không có quan tâm gì trong nhà cả, cứ mãi chạy theo kinh doanh và ông ấy muốn có thật nhiều tiền. Rồi khi mà vào vừa hỏi tại sao anh lại đi tới 12 giờ đi với đội nhóm và kinh doanh hệ thống mà anh phải dành nhiều thời gian như vậy, thậm chí anh ấy còn phải bỏ ra một cái khoản tiền lên tới gần 5-60 triệu để mà ôm hàng nữa trong cái mảng kinh doanh đó. Thì thế thì chị vợ rất là ghét cái hệ thống của anh ấy, nên thành ra tôi mới gửi cái thông tin tới anh chị là đôi khi chính cái ngành nghề kinh doanh của anh chị không xấu này, nó rất là tốt luôn, cái sản phẩm cũng tốt luôn, nhưng mà cách thức đâu đó khi mà chúng ta kiếm tiền đấy, chúng ta vi phạm phải cái ngôi nhà số 3. Chúng ta tập trung vào cái điểm cái nhánh của nó và chúng ta quên mất cái gốc, rồi cuối cùng chúng ta lại nhận được cái trường năng lượng xấu. Thế là chúng ta sẽ quay quắt rằng trong suốt một năm đó, trong suốt cả nhiều năm chúng ta kinh doanh đó, tại sao nó không phát được? Kinh doanh mãi thì không có tiền, kinh doanh mãi thì thấy vợ chồng càng lục đục hơn. Và cho tới thời điểm hôm qua thì tôi và tới gia đình, bởi vì tôi nhận được một cái thông tin là cái sự căng thẳng của người vợ lên tới đỉnh điểm, tới mức là trầm cảm luôn nhé anh chị. Nên á, chúng ta nhận ra một điều rằng chúng ta kiếm tiền và mong ước có thật nhiều tiền và chúng ta vào một cái hệ thống kinh doanh thì có gì là sai đâu, chúng ta đang làm những việc rất là cao cả và rất là đúng đắn mà. Nhưng thử hỏi là tại sao chúng ta làm những cái việc đúng đắn đó thì quay trở lại gia đình của chúng ta lại như thế. Quay trở lại thì vợ của mình thì rất là trách móc mình bị trầm cảm rồi, rồi sao ạ? Rồi áp lực. Và chính xác rằng có phải rằng cái bản chất là công việc hệ thống nó không sai, công việc đó nó không có gì xấu cả, nhưng tại sao người ta lại trở nên ác cảm với cái chính công việc của mình? Là bởi vì mình đã bắt đầu sai cái vị trí của ngôi nhà. Càng về nhà được bao nhiêu, càng về gốc của nó bao nhiêu thì cái công việc về ngọn của chúng ta càng bình an bấy nhiêu. Thì thay vì như vậy thì chúng ta lại làm điều ngược lại. Chúng ta chứng minh là chúng ta thật có thật nhiều ngọn đã, thật nhiều tiền đã, rồi quay trở lại chúng ta mới dạy dỗ vợ hoặc là dạy dỗ chồng sau. Thì thành ra cuối cùng chúng ta mới phải cảm nhận là lúc chúng ta quay trở lại thì gia đình của chúng ta là nó không còn còn gì ạ, không còn như ban đầu nữa, nó đã bị thủng mất rồi. Và cái tình huống ngày hôm qua là một trong vô vàn cái ví dụ mà tôi muốn nhắn nhủ rằng cái chính cái công việc của chúng ta nó rất là tốt lành. Thế tại sao nó tốt lành và chủ đích của chúng ta có thật nhiều tiền để gia đình hạnh phúc và thịnh vượng, tới lúc mà anh chị kiếm xong tiền rồi cái quay trở lại con của mình lại bỏ rơi bố mẹ, tức là con thì tập trung vào vào game, mẹ thì bố thì mải mê đi ra ngoài, thậm chí 1-2 giờ tối vẫn phải phải dậy phải ra tiếp khách bên ngoài. Thế thì liệu mà chúng ta đang tập trung ở đâu nó đúng? Thực tế khi mà tôi phân tích xong tình huống đó thì tôi thấy là ông chồng tập trung vào cái nhánh của ngôi nhà số 3, nhánh thứ mấy ạ? Nhánh thứ tư của ngôi nhà số 3 là anh ấy tập trung vào 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 đối tác mà đang gây dựng. Hỏi rằng ở lúc khởi điểm thì em phải tập trung tối đa cho nghề nghiệp và sự nghiệp chứ, vợ chồng phải phải gác lại sau chứ. Đấy, đấy là cái sự bao biện của những người mà không về tới nhà thôi. Bởi vì khi mà anh chị đang độc thân là có nghĩa sự tập trung của anh chị đang chuyên vào sự nghiệp, thì khi đó nó không ảnh hưởng gì tới cái góc của nhà số 3 cả, vì anh chị chưa có người yêu và chẳng có vợ chồng luôn. Nhưng khi mà anh chị đã có vợ có chồng rồi, anh chị mà càng tập trung vào mải miết sự phân tán của anh chị vào ngọn như thế thì ngọn nó vẫn nở ra, không phải không nở ra đâu, nhưng nó càng nở ra thì anh chị càng thủng mạnh hơn ở bên dưới. Đó là lý do mà tình huống ngày hôm qua chị vợ đã bị trầm cảm mà tới mức mà anh chị biết rằng tôi không biết là tình huống xấu gì sẽ xảy ra nếu mà tôi không có giải cái trường năng lượng. Và khi tôi diễn giải xong thì hai hai vợ chồng vừa nghe và họ biết rằng lỗ thủng nó ở đâu, đó mới là sự nhận diện thôi.
Đấy, vì sự nhận diện của chúng ta là biết chúng ta thủng. Chúng ta thấy hầu hết trong suốt gần một năm qua anh ấy làm việc bên hệ thống có rất là nhiều đồng đội bên đó, nhưng mà tiền thì không thấy mang về, không có một đồng nào luôn, và thậm chí anh ấy còn mang nợ nữa. Và anh cái chủ đích ban đầu của mình là khẳng định rằng với vợ rằng cái con đường của mình là đúng đắn. Tại sao khi khẳng định xong rồi mình lại càng tụt mốc thê thảm của doanh thu như vậy và lại không có tiền như thế? Là bởi vì chúng ta đã tập trung sai điểm, chúng ta đã tập trung vào cái vị trí ngọn, và khi tập trung ngọn thì gốc nó bị hư thôi, bởi vì nó đâu được chăm sóc. Và cái trước mắt luôn dẫn chúng ta về cái sai của cái phần lòng tham mà chúng ta lại không biết là chúng ta đang đi như thế nào cho nó đúng. Nên người bên cạnh của mình mới ác cảm với cái hệ thống của mình, ác cảm với công việc của mình. Đấy, đó là một người mà làm bên một cái sản phẩm của nước ngoài. Tôi quên mất sản phẩm đó của nước nào rồi, nhưng mà tôi biết là anh ấy đang làm một sản phẩm của nước ngoài, kinh doanh một hệ thống đa cấp của nước ngoài. Và tôi thấy hệ thống này rất là tầm mạnh ở trên thị trường. Thế nên hệ thống đa cấp nó không xấu đâu nha, chỉ có những người làm nó mới trở nên khiến cho người ta hiểu nhầm thôi, chứ không có xấu. Nhưng sở dĩ mà họ không làm đúng vào cái công việc như vậy, họ không đúng vào cái điểm tập trung như vậy, nên thành ra hai vợ chồng mới lục đục. Đấy là một trong những tình huống vô vàn tình huống khác nhau mà anh chỉ biết rằng chỉ có một cái điều có thể hóa giải được cho họ thôi, là họ phải nhận diện lỗi thủng ở đâu. Thì khi tôi kiểm tra sâu hơn về số học để tôi coi thì lỗi thủng gốc ấy, không phải lỗ thủng bề mặt. Lỗ thủng bề mặt là nhìn thấy hai vợ chồng đang thủng ở ngôi nhà số 3 rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là chồng thì kinh doanh bê bết, nợ nần, suốt ngày đi tối tăm mặt mũi, đi với bạn bè tới 1-2 giờ, rồi thậm chí còn nhậu nhẹt nữa. Và vợ thì ở nhà cảm thấy bế tắc luôn. Con thì bắt đầu nó lại chơi game nhiều hơn. Là bề mặt rồi chứ gì nữa. Còn ngôi nhà số mấy anh chị nhớ không nào? Khi mà anh chị nhìn thấy tình huống đó, anh chị có thấy rằng nó nằm ở ngôi nhà số mấy? Anh chị đã được học lớp 2 ngày về nhà rồi, anh chị hiểu rằng nó đang ở ngôi nhà số mấy? Và nhánh nào? Hoặc là góc nào? À đúng rồi, ngôi nhà số 3. Bắt đầu nhận diện nhánh nào là đang bị thủng. Thủng ở góc hay là thủng ở nhánh? À, thủng luôn ở góc không chị nhé, thủng luôn chỗ hai vợ chồng và thủng luôn cả nhánh. Nhưng mà biểu thị rằng là anh ấy thấy rằng là hệ thống của anh ấy đang phát triển, chỉ là anh ấy không có tiền thôi. Anh ấy bảo à, rõ ràng là sự nghiệp của mình đang tốt mà. Nhưng mà đó là cái sự nhận diện trước mắt mà chúng ta thấy bề mặt thôi, nhưng bản chất của nó thì lại không phải như vậy. Muốn cho cái hệ thống đó nó đi đến tận cùng của sự vững bền thì bắt buộc là chúng ta phải quay về cái góc của ngôi nhà số 3 chúng ta bị sửa và được sửa, đúng không ạ? Và nếu như anh chị không có nhìn được cái lỗ thủng bề mặt đó thì chúng ta lại không tìm được lỗ thủng gốc. Thì sau khi tôi kiểm tra số học thì tôi bắt đầu tôi thấy anh thì có nội tâm là con số 5 và chị thì có nội tâm của số 9. Như vậy thì về bản chất là hai con người này rất là tốt bụng. Những cái người mà có nội tâm đơn giản này là nội tâm tốt bụng lắm. Họ nói không để bụng đâu và họ sẽ không có xấu đâu nhé. Nhưng nếu như những người mà quay về góc thì họ nói người khác tạo ra phước và nói rất là nhẹ nhàng, nói chỉ có khiến cho người ta thấy vui thôi. Còn ngược lại, nếu mà họ chưa quay về góc thì những lời nói của họ là vô tình sát muối vào người khác, vô tình thôi nhé. Đấy, thì tạo ra doanh nghiệp, phước và nghiệp nó nằm ở trong tay của họ hết. Nên họ mới bảo rằng là kiếp trước em có tạo nghiệp không? Tôi mới trả lời rằng kiếp trước hay kiếp sau là cái đó anh chị cứ để cho tạo hóa. Nhưng mà ở trong kiếp này chính là vũ trụ đã giao cho anh chị là kiếp người, thì anh chị nắm được cái kiếp đó, anh chị nắm được vận mệnh đó. Nhưng mà tại vì anh chị đã buông cái nội lực nên ngoại lực nó chi phối được, cuối cùng anh chị mới tin vào bây giờ, tin vào những cái thứ ngoại lực ở ngoài kia.
Nên chính khi mà anh chị ra quyết định là nội lực anh chị quyết định được mọi lực, thì rõ ràng anh chị chi phối được chính cái gì ạ? Chính cái sự tròn đầy trong kiếp này của anh chị. Đó là sự khác nhau của những người hiểu về luật nhân quả nhưng mà nắm được cái khả năng chịu trách nhiệm trong cuộc đời, chứ không phải hiểu về luật nhân quả rồi buông cuộc đời đi theo gió, theo mây, được chưa nào? Nên khi mà tôi nhìn ra hai con số nội tâm này thì tôi mới thấy bà vợ quan tâm người khác đến vô cùng luôn anh chị ạ. Quan tâm đến mức mà bỏ quên cả bản thân luôn. Yêu thương, và đôi khi người khác làm tổn thương mình là chị ngồi khóc thầm một mình và tự nhủ rằng tìm cách để xoa dịu cho người khác. Tốt đến mức mà ngay cả người khác là xúc phạm mình, làm tổn thương mình mà không ghi nhận cái sự quan tâm của mình, họ phải tự xoa dịu. Và khi họ xoa dịu quá nhiều đến một lúc nào đó thì vô thức của họ cảm thấy bị tổn thương và bị không được tôn trọng nữa. Và đó là lúc mà họ bị trầm cảm nặng mà họ không biết. Anh chị hiểu ý không ạ? Và họ cảm thấy cô đơn và khi đó nó co ro lại ở bên trong mình. Và cái người này bị thủng bản chất thì lại ngôi nhà số 3, nhưng góc của nó lại là ngôi nhà số 1. Anh chị hiểu ý không? Nên khi mà chữa cho một người, chữa cho tình cảm hai vợ chồng mà ngồi chỗ hai vợ chồng mà chữa lành cho họ là không bao giờ ra được. Còn bây giờ bắt đầu khám phá tiếp ông chồng. Ông chồng thủng ngôi nhà số mấy? Ngôi nhà số 4 hay ngôi nhà số 3? Đôi khi biểu hiện thì ngôi nhà số 3 thủng ở trên ngôi nhà số 4. Đấy. Và sau một hồi phân tích thì tôi cũng tìm ra lỗ thủng thứ hai tiếp theo ở ngôi nhà số 4 và xuống ngôi nhà số 1. Hai vợ chồng ngồi nghe từ đầu đến cuối và trước đó chưa bao giờ ngồi nghe cả anh chị nha. Vì cái số 5 này là số không ngồi yên được. Anh chồng số 5 rất là tốt bụng luôn. Nhưng anh chồng hay nói xong quên, nói xong không để bụng. Nhưng mà cái làm cho cái người khác bị tổn thương nặng ấy là vì họ không để bụng nên họ không biết những gì họ nói tốt hay là xấu. Họ chỉ biết rằng lúc đó là tốt cho cái ngôn từ của họ, tốt cho cái thoải mái ở trong tâm thì họ nghĩ là tốt thôi. Được chưa nào? Đấy, hồi hương đang bị tình trạng này à? À, chị à, biết đạt thì bị té, bị chấn thương, bình phục và mất phương hướng và thiếu động lực. Xin thầy lấy lại câu chuyện của Đức Đạt là bị tai nạn, chấn thương và mất động lực đúng không? À, tới thứ 6, thứ 7 gì đó thì bạn này phát biểu giúp tôi cái tình huống nhé. Rồi tôi sẽ coi thì bạn đang gặp ở đâu. Thế nên để mà xử lý cho một người giống như khi mà cuộc điện thoại đó đến của tôi là không phải cuộc điện thoại đó đến từ gì ạ? Từ ai khác, họ nói rằng là bởi vì họ biết chắc một điều rằng nói rằng là Tuấn ơi, em có thể giúp cà phê để giúp cho anh chồng đấy bằng một cái lời khuyên nào đó. Tôi trả lời rằng chúng ta không thể giúp người khác bằng lời khuyên. Mọi lời khuyên là có thể có tác dụng với những người mà cái sự khiêm hạ của họ đến tận cùng thôi. Còn hầu hết mọi lời khuyên đối với người khác là anh chị nghe xong rồi anh chị vẫn luôn cảm thấy mình là đúng. Nên chúng ta chỉ làm mất thời gian của nhau chứ không thể khuyên được. Anh chị hiểu gì không? Cái nhiệm vụ của anh chị là phải biết được cái sự thật của cái vận hành trong tình huống đó là gì. Nên khi mà tôi tìm được cái vận hành đó và tôi thấy rất là vui, đó là hai vợ chồng ngồi nghe từ đầu đến cuối, còn đứa cháu 14 tuổi thì cứ hôn tôi và cứ ôm ríu rít, bởi vì nó biết rằng bản chất hai bố mẹ là nó biết. Anh chị hiểu ý không? Nó biết nhưng mà nó không nói được. Nó vẫn nhìn thấy nha, như vậy là con cái của anh chị sẽ nhìn thấy được điểm thủng của bố mẹ, nhưng nó không có bao giờ nói ra được, bởi vì nó đâu có đủ năng lượng bằng anh chị đâu. Nhưng nó sẽ phản ứng bằng cách là gì? Là đi game, nó phản ứng bằng cách là không vâng lời, nó sẽ phản ứng bằng cách bỏ cái gì ạ? Bỏ những cái thói quen tốt lành mà anh chị đã dạy cho nó, để nó phản ứng, nó cảnh báo cho anh chị, nhưng anh chị lại không nhìn ra cái điều đó, và anh chị nói rằng sao con này hư thế, mẹ nói mãi không nghe. Nhưng mà thực sự là nó đang cảnh báo cho mình rằng mình đang thủng ở ngôi nhà số 3, nên biểu hiện nó nằm ở chỗ của con của mình. Nên thành ra anh chị mới bối rối, anh chị mới bất ổn, được không ạ? Và vì chúng ta thấy tình huống đó xảy ra là chúng ta
sẽ không biết cách thế nào để chúng ta khuyên ông chồng, khuyên bà vợ. Nhưng với tôi thì không bao giờ tôi khuyên cả. Khuyên là cái cách mà khi mà trí tuệ của tôi tại thời điểm mà nhiều năm về trước, tôi nghĩ rằng là mình có khả năng thay đổi người khác, chứ thực tế rằng chúng ta chỉ có khả năng thay đổi người khác khi chúng ta làm được hai việc. Một, chúng ta nhận ra sự sẵn sàng vì họ có nỗi đau quá lớn, họ đã sẵn sàng với anh chị, hoặc có khát khao để đạt được điều đó quá lớn, họ sẵn sàng. Đó là sự sẵn sàng đến từ bên trong, sự sẵn sàng khác là đến từ cái sự kích hoạt của anh chị. Anh chị không kích hoạt được sự sẵn sàng, anh chị không có nhìn thấy điều đó, mà anh chị cứ vô tình, anh chị khuyên, anh chị giúp, và cuối cùng anh chị rước họa vào thân và nhận cái gì, nhận cái năng lượng xấu mà họ đang gửi cho anh chị. Nên thành ra khi mà chúng ta đối diện với tình huống đó, chúng ta phải biết rằng bản chất của lỗ thủng nó nằm ở đâu. Và tôi tin rằng cái tình huống này không hiếm gặp đâu, anh chị vẫn thấy người thân của anh chị đấy thôi, đúng không nào? Và người thân của anh chị và người quen của anh chị cũng đang trải qua như vậy, nhưng bản chất là mình không thấy, mình không không xử lý được. Nên cách tốt nhất là phải đối diện vào cái sự thật của lỗ thủng, không có vòng vo, không có sợ đau nó, không có sợ rằng khi mà mình đối diện như vậy thì mình cảm thấy rằng là mình đang khơi dậy và làm cho người khác suy nghĩ tổn thương và làm cho bản thân mình khó lòng đối diện nó. Nhưng càng anh chị nhận ra được bản chất thì cái việc vừa nhận ra là nó đã giảm đi khoảng 50% khả năng chữa lành được. Tức là bản thân của cái việc nhận diện nó đã chữa lành được gần một nửa rồi. Anh chị có hiểu ý không nào? Nếu mà không nhận diện thì cái việc mà chúng ta đi tìm vòng vo và loanh quanh nữa thì đều xảy ra sự cố. Nên khi mà anh chị đang đối diện với tình huống rắc rối của chính mình về mối quan hệ, về con cái, về bản thân, thì chúng ta cũng đừng vội bối rối, chúng ta cũng đừng lo lắng rằng cái việc đó không giải quyết được. Cái mà anh chị cần phải chú tâm đó là chúng ta sẽ bình tĩnh để xem thử ngôi nhà nào đang đang thủng bề mặt, tức là ngôi nhà nào đang biểu hiện. Tiếp tục chúng ta sẽ tìm sâu hơn là bằng cách coi thử cái biểu hiện đó nó thủng ở ngôi nhà nào. Và cái đó nó chính là gì ạ? Có chính là bản chất của nhân quả đấy anh chị ạ. Nhiều người nói rằng là quả này gieo hai vợ chồng, vì ông chồng nói rằng vì anh kinh doanh nên hai vợ chồng mới lục đục. Anh chị bảo anh chồng bảo nguyên nhân là như thế, thế là anh dừng lại công việc kinh doanh. Anh chị hiểu ý không? Như vậy là người ta chỉ xem được luật nhân quả ở một nửa của bản chất sự việc thôi, hay nói đúng hơn là từ ngọn của bản chất thôi. Thế là ông chồng dừng công việc kinh doanh đó, nhưng mà khi dừng xong hai vợ chồng lại cãi nhau tiếp, có đúng không? Có bao giờ anh chị đã từng làm những việc tương tự như vậy chưa? Mình dừng công việc kinh doanh, mình về nhà mình nhìn mặt nhau, mình lại cãi nhau tiếp cho mà coi. Nên cái việc đó mà cái nhân đó nó chưa đúng, cái nhân mà chưa đúng thì cái sự việc chúng ta càng xử lý thì càng dễ, càng bế tắc. Nên thay vì như vậy thì chúng ta sẽ đi tìm được bản chất của cái bề mặt biểu hiện, và chúng ta sẽ nhìn thấy rằng cái lúc mà chúng ta kinh doanh ấy là cái mong cầu của mình là khẳng định mình đủ năng lực kiếm tiền, nên mình đã gì ạ, không tôn trọng vợ của mình khi bắt đầu công việc này. Không tôn trọng vợ khi bắt đầu công việc này thì trường năng lượng của mình nhận được đối với vợ chính là trường năng lượng là thiếu đi sự yêu thương. Còn bà vợ thì ngay lập tức trả lại cho mình trường năng lượng là thiếu đi sự tôn trọng với công việc của chồng, không có bên cạnh chồng, không ủng hộ chồng. Thì anh chồng có vật vã trong cái công việc đó thì cũng giống như vụ, giống như một người bị mắc kẹt trong vũng bùn và đang cố gắng là ngoi lên để thở và nói rằng tôi vẫn đủ năng lực để tôi thở, nhưng thực sự họ vẫn ngập dãy giụa trong cái đống bùn đó. Và khi mà bị dãy giụa như vậy thì cho dù họ có giỏi đến mấy thì họ cũng mắc kẹt trong này. Đó là lý do tại sao cái chủ đích là tốt, động lực là lớn, nhưng họ không thoát được khỏi cái gì ạ, cái sự chi phối của nhân quả khi hai vợ chồng bắt đầu. Đó là chúng ta mới nhìn thấy cái điểm điểm gì ạ, điểm gốc của ngôi nhà số 3 thôi nhé. Nhưng mà khi bắt đầu tôi xoay chiếu lại cái tâm của anh ấy vận hành ở tâm của chị ấy, thì tôi thấy cả hai người đều nằm ở vị trí số 3, ở số 1, ngôi nhà số 1. Nhưng bản thân ông chồng lại thêm cái ngôi nhà số 4 nữa. Đấy, nên thành ra mình phải bình tĩnh với mọi thứ.
để mình thấy rằng cái việc mà anh chị biểu hiện nó không có gì đó nó gọi là căng thẳng hay là ghê gớm cả. Cái quan trọng nhất là anh chị sẽ hiểu được bản chất, có đi được đến tận cùng của bản chất đó hay không, được không ạ? Còn nếu không thì chúng ta sẽ tìm cái nhân để giải quyết vấn đề là chỉ tìm được nhân bề mặt thôi, không bao giờ tìm được cái gốc rễ. Và khi không tìm được gốc rễ thì chúng ta sẽ sửa, nhưng mà thấy sửa xong rồi chúng ta lại bị tiếp, được không ạ? Đấy, nên qua cái chuyện này tôi chỉ muốn anh chị thấy rằng là đôi khi nó vấn đề nó nằm ở con, vấn đề nó biểu hiện ở con cái của mình. Nó thấy con của mình ngày càng hư hơn, hỗn hào hơn, rồi nó không vâng lời hơn, nói gì nó cũng chẳng làm, nói gì nó cũng im im cả. Tại sao lại vậy? Tại vì chúng ta đã mất cái gốc của mình rồi. Và anh chị nhớ nhé, mình có cái gốc số 3 của mình, nhưng con của mình có cái gốc không ạ? À? Con của mình cũng hình thành nên cái gốc, cũng hình thành năm ngôi nhà ở trong chính đó ấy, chứ không phải không đâu. Khi chúng ta biểu hiện như thế nào thì ngôi nhà của nó sẽ thủng hay là sẽ đầy, được chưa nào? Tôi sẽ nói với anh chị rằng là chúng ta không cần phải khuyên người khác hoặc đưa ra những cái gì đó khiến cho chính bản thân anh chị cũng loay hoay trong cái lời khuyên ấy. Anh chị cũng chẳng biết là mình khuyên là đúng như vậy thì có giúp người ta hay không, mình chỉ khiến cho người ta bế tắc hơn, rối hơn mà thôi. Nên thay vì như vậy, chúng ta sẽ dừng lại lời khuyên, chúng ta sẽ giúp đỡ bằng cách nhận diện chính xác, được chưa ạ? Cái hành trình nhận diện đó sẽ giúp cho chúng ta về được đến giờ, đến gốc của ngôi nhà. Nên để người thân của mình ủng hộ cái công việc của mình nó dễ lắm, nó không khó đâu. Để vợ ủng hộ công việc của chồng, chồng ủng hộ công việc của vợ, như tầm nhìn mà cộng đồng gia đình hạnh phúc này đưa ra đó, là không khó tí nào cả. Chỉ cần chúng ta biết là cái động lực chung lúc chúng ta xuất phát cái sự nghiệp đó, thay vì chúng ta có tư tưởng là chúng ta phải thành công rồi sau đó chúng ta mới về đưa tiền cho mẹ, hoặc là đưa tiền cho vợ, đưa tiền cho chồng, hoặc là đập một cái cục tiền thật to rồi bắt đầu mới khẳng định mình có năng lực. Đấy, mình cũng mua mua được xe xịn, mình cũng mua được mảnh đất nên ông chồng phải tôn trọng mình. Chờ cho tới khi đó là anh chị đang vận hành cái chính cái công việc đó bởi bởi gì ạ? Bởi cái đọc ở bên dưới rồi, và kết quả chắc chắn anh chị sẽ nhận được bằng đọc. Cho dù anh chị có giàu cỡ nào đi chăng nữa thì những cái thứ đó cũng lên trên nền của cái nền tảng của đọc thôi, đọc hại thôi. Và đó là cái cách mà hai vợ chồng anh chị, con cái của anh chị tự nhiên mất kết nối, được không ạ? Nhưng mình cứ đi từ cái hạt giống của cái động lực trước, để khi chúng ta bắt đầu công việc đó, chúng ta nói công việc này của anh cũng không biết sắp tới là ra sao, có thể nó thất bại, nó có thể thành công, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là anh vẫn luôn muốn ngắm nhìn thấy em vui cười khi mà anh thất bại. Em có đồng ý không? Anh chỉ làm công việc này, cái công việc như vậy đó, em có ủng hộ không? Không ủng hộ thì thuyết phục cho nó, họ ủng hộ, họ có ủng hộ người lên ngay đâu, họ bằng trí tuệ của họ là họ phản ứng đấy. Đấy, nhưng mà bằng cái yêu thương của mình, anh chị thấy rằng vợ của anh chị, ông chồng của anh chị có khó cỡ nào cũng ủng hộ cho anh chị đâu, được chưa nào? Đấy, ví dụ như ngoài cái kinh doanh về cái phần sản phẩm nào đó mà anh chị thấy là cái thị trường đang tiếp nhận cái này và muốn kinh doanh cái đó, và giấu chồng giấu vợ giấu tích luôn, và tới lúc ông chồng và bà vợ phát hiện ra, cho dù anh chị đang ở đỉnh cao đi chăng nữa, họ vẫn gửi năng lượng rằng năng lượng tổn thương của họ cho chính anh chị đấy. Khi đấy họ bảo sao tại thời điểm đó sao mình không được chồng chia sẻ nhỉ, không được vợ chia sẻ nhỉ. Thì từ cái thời điểm mà anh chị đang ở đỉnh cao vinh quang đó, cái trường năng lượng đổ vào cái đỉnh cao đó là trường năng lượng của cái sự trách móc, mình đã bị lừa dối, và cái lừa dối đó nó lại xuất phát từ cái góc của ngôi nhà số 3 thì nó mới mạnh. Nó mà xuất phát từ cái nhánh thì nó còn nhẹ. Ví dụ anh chị bị một cái khách hàng nào đó bỏ anh chị thì anh chị còn sửa được, còn vợ của anh chị mà bỏ cái niềm tin đi đó đi rồi, chồng của anh chị đã bỏ niềm tin đó đi rồi, anh chị rất lâu sau đó anh chị mới sửa được, bởi vì cái việc xuất phát của anh chị đã bị sai hướng rồi.
Đấy, nên chúng ta đừng bao giờ rơi vào tình huống như vậy. Nếu như chúng ta không có thuyết phục được người chồng người vợ thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ tìm cách bằng cái gì, bằng cái cội nguồn yêu thương ấy và biết ơn, là chúng ta sẽ giúp đỡ được họ, ủng hộ mình thôi, được chưa nào? Anh chị cứ để ý mà coi, tại vì anh chị chưa đủ kiên nhẫn để về tới cùng cái cội nguồn đó. Còn mà đã về cội nguồn đó thì kiểu gì cũng xuôi à, kiểu gì thì cái trí tuệ của bà vợ hoặc ông chồng tại thời điểm đó, mà anh chị cứ mềm tới lúc anh chị về đến cội nguồn thì kiểu gì họ cũng ủng hộ. Như vậy thì chúng ta nhận ra rằng ngay cả khi chúng ta thất bại hay thành công trong cái mảng chúng ta đang làm đó, thì chúng ta luôn được bình an trong tâm. Và như vậy thì anh chị thấy rằng công việc của anh chị có phát triển rất là mạnh hoặc là đi xuống, thì tất cả những thứ đó đều được bao bọc bởi cái trường năng lượng của cội nguồn của hai vợ chồng là yêu thương và biết ơn, thì lúc đó anh chị luôn được ủng hộ. Anh chị ủng hộ ngay cả khi anh chị bị phá sản thì mới bị vất vả, mới đó là điều hạnh phúc. Còn anh người ta ủng hộ anh chị lúc mà anh chị ở đỉnh cao thì điều đó đâu hạnh phúc đâu. Nên đừng sai lầm khi mà chúng ta thấy rằng cái điểm và một cái động lực của chúng ta sai điểm nhé, được chưa nào? Chúng ta hãy xuất phát điểm, và nếu lỡ như chúng ta đã bắt đầu sự nghiệp đó, bắt đầu công việc đó mà sai cái điểm tập trung đấy, sai cái định hướng, thì chúng ta hoàn toàn có thể quay lại vẫn còn kịp trước khi nó đổ về, trước khi tiền nó về nó đè anh chị, đúng không? Nó đè anh chị mà cái góc nó vững thì đè đó là tiền hạnh phúc, còn nó đè anh chị mà cái góc nó lung lay thì đó chính là sự bất an trong tương lai gần mà chúng ta bị đánh lừa bởi bởi cái ngọt nó quá sung túc, thì tại thời điểm đó chúng ta hoa mắt, ta không thấy được bản chất của việc nữa, được chưa? Nên thành ra hãy lưu ý về việc đó. Tôi vừa nói xong đó là chúng ta hãy bắt đầu của cái sự bao bọc trường năng lượng của gốc trong sự nghiệp và công việc của mình. Anh chị hiểu ý không ạ? Chúng ta hãy bắt đầu mọi việc bởi sự bao bọc của trường năng lượng gốc của ngôi nhà, chứ đừng bắt đầu công việc bởi cái trường năng lượng độc của ngôi nhà đó phát ra. Đấy, chủ đề hôm nay tôi đã xong và tôi muốn gửi đến anh chị đấy. Chứ còn nếu mà chúng ta thấy rằng động lực của chúng ta là đúng đắn rồi, chủ đích của chúng ta kiếm tiền cho vợ con là đúng rồi, nhưng chúng ta đã không tạo lập cái trường năng lượng đó, nên chúng ta bị vụng rất là quằn quại này, vùng vẫy trong cái đóng bùn của cái trường năng lượng xấu, trường năng lượng độc đó nó lại xuất phát từ cái gốc của ngôi nhà nữa, thì nó càng mạnh, nó càng tác động. Và chúng ta có thành công đến đến nhiều cỡ nào đi chăng nữa, tiền có nhiều đi chăng nữa, trước mắt chỉ là trước mắt thôi, chỉ là một tháng hoặc giỏi lắm là anh chị vài năm sau đó, chứ anh chị không bền được đâu, được chưa nào? Nên thành ra mình hãy nhìn được cái sự vận hành của nó thật sự chuẩn xác đấy. Điều thú vị là tôi đi tới đâu thì cái không chỉ anh chị lớn tuổi trung niên họ rất là yêu thương, mà thậm chí các bé cũng cũng vậy, cũng yêu thương lắm anh chị nhé. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta thấy rằng tất cả cái động lực của chúng ta làm đều bao bọc bởi cái trường năng lượng tốt lành. Thậm chí trong các cháu của tôi mềm và tôi rất là nói rất nhẹ nhàng, có nhưng có lúc tôi rất cực kỳ nghiêm khắc luôn. Ví dụ giả sử như trong cái lúc mà nó hỗn hào, nó dùng những cái từ trống không là gì đó, tôi vẫn chỉnh ngay lập tức cho dù bất kỳ đó là ai. Nhưng mà sau khi chỉnh xong, tôi một là kêu nó vào phòng làm việc, hai là tôi đang lái xe thì tôi sẽ mở cửa xe cho nó vào trong xe trước và tôi sẽ nói chuyện 2 phút. Sau khi giải quyết xong đó thì gì ạ? Tôi mới bắt đầu thả ra. Như vậy anh chị không có phải hướng dẫn và khuyên các con của mình một cách bằng phẳng được. Đôi khi anh chị phải phải rất là quyết liệt trong cái vấn đề sai sót, nhưng ngay lập tức anh chị phải hạ ngưỡng được cái cảm xúc của đứa trẻ, nếu không nó sẽ tổn thương đến vô cùng luôn và nó ghét anh chị lắm, được chưa nào? Nên thành ra đối xử với người trẻ, đối với con của mình còn khó hơn vạn lần so với người lớn. Anh chị biết tại sao không? Bởi vì các bé rất dễ tổn thương. Tôi sẽ có một
cái bài giảng riêng phần này, vì những cái điều mà tôi đang chia sẻ với anh chị là tôi để áp dụng thành công không chỉ cháu nội cháu ngoại mà gần hết mọi các cháu của tôi. Thank you.